Và sau đây xin được mời thứ hai bạn Phan Thị Diễm Hạnh. Mời bạn có phòng ạ. Người đang nói đạo, đang quay lại.
xin chân thành cảm ơn thầy về câu hỏi các bà sẽ hỏi em. Trong câu hỏi này thì chúng ta có bài ấy phải nói là em là một thanh niên trẻ, một sinh viên, tâm sinh viên các em tiếp xúc với cái câu hỏi sau tương đối là hoàn chỉnh, tương đối hoàn chỉnh. Về cái thứ nhất là về cái đối với bản thân của mình là một sinh viên, một học sinh về vấn đề xã hội, gia đình, nhà trường, bản thân